Volkswagen Việt Nam vinh dự được bàn giao giải thưởng 1 năm nhiệm kỳ sử dụng xe Volkswagen Ceramon cho tân hoa hậu hoàn vũ Việt Nam Bùi Thị Xuân Hạnh. Đây là một vinh dự to lớn khi mà Hạnh đã nhận được giải thưởng sử dụng 1 năm đối với xe Volkswagen Ceramon. Và Hạnh nghĩ đây là một cái động lực cho Hạnh khi mà chiếc xe sẽ đồng hành cùng Hạnh xuyên suốt trong 1 năm để thực hiện những trọng trách, những công việc của một tân hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, Miss Cosmo Việt Nam 2023. Cái nhìn đầu tiên khi mà Hạnh được nhìn thấy chiếc xe của mình đó là cái sự mạnh mẽ cũng như là sự sang trọng. Và cái nội thất của trong xe thì rất là rộng rãi, thoải mái. Hạnh cũng đã được trải nghiệm chiếc xe này thì cảm giác rất là êm ái. Cách âm cũng rất tốt nữa. Chiếc xe sẽ cho Hạnh được những cái giấc ngủ nhanh để mà có được sức khỏe để thực hiện những hoạt động xuyên suốt cả một ngày dài. Và quan trọng một điều nữa đó chính là cái cốp xe để được rất nhiều đồ. Khi mà Hạnh di chuyển cả một ngày như vậy thì Hạnh cần mang theo rất là nhiều những cái đồ đạc cần thiết. Vì vậy thì đây sẽ là một chiếc xe rất phù hợp cho Xuân Hạnh trong nhiệm kỳ lần này.